Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nghi vấn 4 công nhân tử vong tại Thanh Hóa là do tiêm trộn vaccine Abdala và Verocell. Việc 4 ca tử vong liên tiếp đã xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa sau khi tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Hai trường hợp đầu đã tử vong vào lúc 0 giờ 45 phút và 8 giờ 45 phút vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Đến tối ngày 24 tháng 11, thêm một công nhân tử vong. Chiều ngày 25 tháng 11 đã có thêm một công nhân tử vong nữa. Tất cả đều được tiêm mũi 2 Verocell tại Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, Thanh Hóa hôm 23 tháng 11. Vaccine Verocell của hãng nhà nước Trung Quốc Sinopharm do Beijing Industry sản xuất tại Trung Quốc là một trong 8 loại vaccine mà Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là hình ảnh công ty giày Kim Việt ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa, nơi đã xảy ra sự việc 4 công nhân tử vong sau khi tiêm vaccine Verocell. Trên trang Facebook cá nhân, ông Lê Minh, trưởng ngành công nghệ sinh học, Đại học Nguyễn Tất Thành nêu giả thiết là 4 công nhân này tử vong do tiêm trộn hai loại vaccine Abdala và Verocell. Nhận được một số thông tin phản ánh là các công nhân ở Kim Việt đã tiêm vaccine Abdala mũi 1 trước khi tiêm mũi 2 Verocell. Mình cũng đã kiểm tra lại thông tin thì đúng là báo chí cũng nhắc tới huyện Nông Cống được nhận Moderna và Abdala cùng đợt nhưng không biết là ngày chính xác. Ông Lê Minh cũng đưa ra thông tin Abdala chỉ có khoảng cách giữa mũi 1 và mũi 2 là 14 ngày nên nếu vaccine này về Nông Cống trước ngày 8 tháng 11 là thời điểm trùng với thời điểm mũi 2 tiêm Verocell. Mà tại sao việc tiêm trộn lại có khả năng dẫn tới sốc phản vệ chết người đến như vậy? Nghi ngờ này của mình là từ bản chất hai loại vaccine cùng sử dụng tá dược nhôm hydroxid trong Abdala là dùng 0,3mg, trong Verocell là dùng 0,22mg, hay gọi tắt là alum. Alum được biết là có thể gây ra phản ứng dị ứng với các dị nguyên cùng được đưa vào cơ thể. Khi con người dị ứng trung gian được kích hoạt thì lần thứ hai thì vaccine cơ thể tiếp xúc dị nguyên một lần nữa thì phản ứng sẽ mạnh hơn lần đầu. Trong quá trình phát triển vaccine thì những phản ứng như dị ứng cũng được quan tâm và điều chỉnh để giảm thiểu nguy cơ xảy ra. Nhưng việc trộn hai loại vaccine thì nguy cơ sốc phản vệ, mức độ nguy hiểm có thể dễ xảy ra hơn rất nhiều. Nếu đây thực sự là nguyên nhân gây ra sự cố ở Thanh Hóa thì những điều tra về chất lượng, bảo quản, thực hành tiêm chủng với lô Verocell sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Đây là hình ảnh vaccine Verocell của công ty Sinopharm Trung Quốc sản xuất. Đây cũng mới chỉ là nghi vấn của cá nhân mình và hy vọng sẽ có bằng chứng để củng cố. Ông Lê Minh, trưởng ngành công nghệ sinh học tại Đại học Nguyễn Tất Thành đã nêu ra giả thiết như vậy. Và cần ngừng tiêm Verocell lập tức. Trả lời Đài Tiếng Nói BBC tiếng Việt hôm 26 tháng 11, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ từ Viện Nghiên cứu tại California, Mỹ đã kiêm cố vấn khoa học Ruben Thím cho rằng việc đã có 4 ca tử vong cùng một nơi có thể khiến cho ông nghĩ tới lý do chất lượng vaccine. Việc cần làm ngay là ngưng tiêm vaccine Verocell và kiểm tra lại chất lượng, tạp chất, độc tố trong các lô vaccine này ngay lập tức. Tiến sĩ Vũ đã nói như vậy. Trong khi đó, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn từ Đại học tại Úc thì nói với đài BBC rằng nếu chỉ quan sát vài ca tử vong sau khi tiêm vaccine thì chưa đủ chứng cứ để có thể nói mối quan hệ nhân quả giữa tiêm vaccine và tử vong. Giáo sư Tuấn lý giải, chúng ta cần ghi nhận rằng xác suất tử vong liên quan đến vaccine của người chưa tiêm vaccine cao gấp 10 đến 20 lần so với người đã tiêm vaccine. Số người tử vong sau khi tiêm vaccine đủ 2 liều chỉ chiếm dưới 1% tổng số ca tử vong và trong số này đa số là người cao tuổi, tức là trên 65 với hai bệnh nền trở lên. Những bệnh nền phổ biến là tim mạch, tiểu đường, suy thận và ung thư. Ở Việt Nam, số ca tử vong mới được ghi nhận đa số xảy ra ở người đã tiêm vaccine Sinopharm hay Verocell. Nhưng xin nhấn mạnh rằng sự thật đó vẫn chưa đủ để nói rằng tử vong là do vaccine Trung Quốc, bởi những người tử vong có thể có nhiều bệnh khác mà chúng ta chưa biết. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Tuấn là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ.
ông cũng là giáo sư y khoa của đại học. Dù sao, giáo sư Tuấn cũng có chung quan điểm rằng khi có hàng loạt ca tử vong như vậy thì tạm ngưng tiêm vaccine Verocell và tiến hành điều tra ngay lập tức. Giáo sư Tuấn chỉ rõ, cần phải có điều tra độc lập về chất lượng vaccine từ khâu bảo quản đến khâu pha chế trước khi tiêm. Điều tra quy trình tiêm vaccine có đúng với các tiêu chuẩn đã đề ra hay không. Dĩ nhiên, cần phải xem xét kỹ tiền sử bệnh lý của những người đã tử vong. Không có những thông tin đó, rất khó tiếp tục chương trình tiêm chủng đại trà. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã nói như vậy từ Úc. Các nguyên nhân có thể gây tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 là gì cũng là câu hỏi được đặt ra. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, các vaccine COVID-19 nói chung có nguy cơ chung gây sốc phản vệ. Phản ứng này xảy ra khi người được chích ngừa dị ứng mạnh với thành phần có trong vaccine. Tuy nhiên, chuyện này thường là rất hiếm vì các loại vaccine đã trải qua các giai đoạn nghiên cứu để giảm thiểu nguy cơ này. Nếu có thể xảy ra thì tối đa chỉ vài phần triệu, tiến sĩ Vũ đã nói như vậy. Ngoài ra, mỗi loại vaccine COVID-19 thì cũng có những nguy cơ riêng như chúng ta đã biết hiện nay, giáo sư Vũ giải thích thêm. Chẳng hạn như vaccine AstraZeneca, với bản chất adenovirus có nguy cơ rất nhỏ gây đông máu, còn vaccine Pfizer-BioNTech Moderna với bản chất của ARMA có nguy cơ nhỏ gây viêm cơ tim. Và khó bàn về vaccine Verocell vì các nghiên cứu về vaccine này so với các vaccine phương Tây là quá ít mà kết quả không đồng nhất, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ cho biết như vậy. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn trong khi đó nhấn mạnh rằng loại vaccine của Trung Quốc hiệu quả thấp hơn các vaccine khác của Anh, Mỹ. Dữ liệu nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng vaccine của Sinopharm và CoronaVac có hiệu quả thấp hơn vaccine phương Tây như Pfizer hoặc AstraZeneca và Moderna. Chẳng hạn như một nghiên cứu ở Thái Lan trên 185 người cho thấy chỉ có 60% người được tiêm có lượng kháng thể đáng kể sau một tháng tiêm liều 2 của loại vaccine CoronaVac. Con số này đối với AstraZeneca là 86%, và điều đáng ngại hơn nữa là 3 tháng sau khi tiêm đủ 2 liều, CoronaVac chỉ có 12% là có lượng kháng thể đủ để chống lại COVID. Và hiệu lực của vaccine Trung Quốc còn tùy thuộc vào độ tuổi. Ở người trẻ tuổi từ 20 đến 39, CoronaVac giảm tử vong lên đến 83%, nhưng vẫn thấp hơn so với AstraZeneca 98% và Pfizer 90%. Tuy nhiên, ở những người 80 tuổi trở lên, hiệu quả của CoronaVac chỉ có 30% đối với những ca nhiễm nặng và 45% giảm tử vong. Con số này đối với AstraZeneca là 67% và 85%. Nghiên cứu này cho thấy rõ vaccine CoronaVac có hiệu lực kém hơn AstraZeneca. Các ca tử vong khác sau khi tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam là gì? Cũng hôm 28 tháng 9, xảy ra một ca tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tiêm vaccine Pfizer. Sau đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói kết luận ban đầu của các chuyên gia không ghi nhận bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng vaccine. Đây là hình ảnh học sinh từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 5 tháng 11, tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra để xác định nguyên nhân một người phụ nữ trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Nước láng giềng Việt Nam, Thái Lan vào hôm 4 tháng 11 cũng công bố 3 ca tử vong do tiêm vaccine COVID-19, theo tờ báo Bangkok Post chia sẻ. Trong đó, 2 người có độ hội chứng đông máu và 1 người do số lượng tiểu cầu thấp. Hàng chục trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine được xác định nguyên nhân do không đủ thông tin. Trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine 19 mới đây tại Thái Lan xảy ra vào hôm 24 tháng 11. Một nam giới đã chết sau khi tiêm liều 2 vaccine Moderna. Liều 1 là vaccine Sinopharm vào hồi đầu tháng 9. Vào hồi tháng 10, một sinh viên Thái Lan 20 tuổi cũng chết sau khi tiêm liều 2 của AstraZeneca, liều 1 là Sinopharm của Trung Quốc. Các trường hợp tử vong đều xảy ra sau khi tiêm vaccine trộn, liều 1 là Sinopharm của Trung Quốc và liều 2 là Pfizer hoặc AstraZeneca, theo tờ báo Bangkok Post chia sẻ. Về các trường hợp này, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã nói với đài BBC rằng trước đây một số người và giới chức y tế phương Tây không khuyến khích trộn vaccine. Nhưng sau này, khi đã có kết quả nghiên cứu, thì người ta đồng ý cho tiêm trộn vaccine như Pfizer và AstraZeneca. Còn trộn giữa vaccine Verocell và AstraZeneca
thì chỉ mới được triển khai ở Thái Lan. Tôi nghĩ trước những chứng cứ về hiệu quả tương đối thấp của vaccine Sinopharm hay Venose, thì việc tiêm thêm liều thứ 3 của vaccine AstraZeneca hay Pfizer cho những người đã tiêm 2 liều vaccine của Trung Quốc là hợp lý. Giáo sư Tuấn nói như vậy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 6 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Từ luận cương đến bò rát vàng, con đường máu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Trung, cựu đại sứ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thái Lan, đã phổ biến một thư kiến nghị mà ông gọi là kiến nghị tâm huyết gửi Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tâm huyết vì trong kiến nghị khá dài, ông đã trình bày một cách chi tiết các lý do lịch sử, các yếu tố khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng đất nước đầy rẫy những thất bại và kết luận bằng những điểm cần phải làm ngay. Trong khoa học xã hội có hai phương pháp để trình bày ra một luận cứ. Phương pháp thứ nhất nhằm chứng minh mình đúng và mọi quan điểm khác sai, và phương pháp thứ hai nhằm phân tích tình trạng bế tắc trước khi đưa ra một giải pháp dung hòa. Ông Nguyễn Trung đã chọn phương pháp thứ hai khi viết thư kiến nghị. Đây là hình ảnh tượng Lenin đã bị giật sập khắp nơi trên thế giới. Thất bại lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo ông Nguyễn Trung, là thất bại của 42 năm đầu tiên của độc lập thống nhất đất nước phải hứng chịu về nhiều mặt, chính là thất bại của việc lấy chủ nghĩa trà đạp trí tuệ và các giá trị của tự do, dân chủ, quyền con người là do người nắm quyền giành được một số lợi ích phe nhóm nhưng phải hủy hoại nhiều lợi ích quốc gia và lợi ích của cả dân tộc, là thất bại của xây dựng chủ nghĩa xã hội với kết quả gặt hái được là để mọc lên trên đất nước ta hôm nay là một chế độ toàn trị khắc nghiệt. Nhưng đối với bên ngoài, độc lập 42 năm mà vẫn chưa độc lập. Kết luận, ông đại sứ đề nghị thẳng cho Nguyễn Phú Trọng là với trách nhiệm là người giữ cương vị cao nhất trong Đảng, chuyển đổi Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng của dân tộc. Trước hết, người viết công nhận, ông Nguyễn Trung đã dành hết tâm huyết để viết bản kiến nghị dài. Độc giả có thể đọc thư kiến nghị của ông bằng Kukler, tựa đề Cùng nhau mở con đường cải cách, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới. Trước khi bàn đến chuyện đúng hay sai, cũng phải thừa nhận ông Nguyễn Trung, 82 tuổi, khi viết thư kiến nghị là một người đáng kính trọng. Trong lúc hàng vạn tiến sĩ, trí thức, giáo sư, nhà văn, nhà thơ, nhà báo nằm in như hến trong rổ của mấy ông bà ngoài chợ, ông Trung đã cất lên tiếng nói bằng tâm huyết của một người ưu tư đến vận mệnh của đất nước. Nhưng cũng rất tiếc là ông Trung đã sai cả về lý luận lẫn thực tế. Sự thất bại của Nga Hoàng trong Thế chiến lần thứ nhất, khủng hoảng chính trị sau cách mạng tháng 2, dựng lên chủ nghĩa chính phủ lâm thời do Alexei lãnh đạo đã giúp Lenin nhiều cơ hội và giúp ông ta chụp lấy cơ hội một cách nhanh chóng để làm nên cách mạng tháng 10. Đây là hình ảnh ông Lenin với cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Như vậy, có thể nói sự thành công của cách mạng tháng 10 là kết quả của một cơ hội chủ nghĩa. Bộ máy tinh chuyển, tinh vi và chính sách khủng bố không nhân tính theo sau. Về mặt thực tế, chưa có một Đảng Cộng sản nào tự nguyện thay tên đổi họ thành Đảng của dân tộc một cách hòa bình để cùng với dân tộc mở ra trang sử mới, đổi mới của đất nước, như ông Nguyễn Trung từng mong muốn. Đảng Cộng sản Đông Đức sụp đổ theo bức tường của Berlin, còn Đảng Cộng sản Ba Lan cũng sụp đổ nhờ cuộc đấu tranh bền bỉ của công đoàn đoàn kết. Đảng Cộng sản ba nước vùng Baltic cũng sụp đổ do phong trào độc lập thoát Liên Xô. Đảng Cộng sản tiếp khắc sụp đổ nhờ cách mạng Nhung, Cộng sản Hungary, Bulgari và Cộng sản Albania sụp đổ vì sức đẩy của phe đối lập mạnh hơn và khả năng bám vào quyền lực của Đảng Cộng sản. Romania sụp sau cái chết của vợ chồng Nicolae Sancescu. Đảng Cộng sản Mông Cổ sụp do các cuộc biểu tình của các bạn trẻ trong phong trào dân chủ. Còn Đảng Cộng sản Ethiopia sụp khi nhà độc tài Haile Mariam bị lực lượng của mặt trận dân chủ Ethiopia đánh bại và phải bỏ trốn khỏi thủ đô Addis Ababa. Tóm lại, các chế độ cộng sản chỉ có thể bị lật đổ bằng cách này hay cách khác, chứ chưa có một lãnh đạo cộng sản nào tự nguyện bước xuống khi họ đang trong thế mạnh. Đây là hình ảnh biểu tình của giới sinh viên ở quảng trường ở Praha tiếp khắc, và từ đó dẫn đến cuộc cách mạng mùa xuân ở Praha năm 1989, lật đổ chế độ độc tài cộng sản ở Séc, ở Nga và toàn bộ hệ thống cộng sản Đông Âu.
Trong các đảng Cộng sản trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng chịu đựng nhiều thiệt hại nhất để chiếm được quyền lực trên phạm vi cả nước. Đó là vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Con đường của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ luận cương của ông Lenin và luận cương Trần Phú cho đến thời kỳ hưởng thụ như Tô Lâm và giới Cộng sản Việt Nam cai trị Việt Nam đang làm đã được tưới bằng máu của không chỉ các thế hệ đảng viên Cộng sản mà cả máu của nhiều triệu người Việt Nam do bùa mê chống Mỹ cứu nước gây ra. Dù trải qua con đường máu rất dài từ năm 1975 thì Giang Sơn Việt Nam nay đã thuộc vào đảng và dân tộc Việt Nam nay đã thuộc vào quyền sinh, quyền sát của đảng. Ngày nay, các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang sống trong thời kỳ hưởng thụ. Những người như Tô Lâm, 18 tuổi vào năm 1975 và có cha là anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, thừa hưởng gia sản của các lớp Cộng sản đi trước. Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản ngày nay chẳng quan tâm và chưa chắc đã biết gì nhiều về những vấn đề thuộc phạm vi về ý thức hệ. Với họ, Marx, Lenin, Mao, Hồ đều chết hết, chỉ còn là những ông bà chủ ngân hàng còn sống. Trách nhiệm của ban tuyên giáo là để tẩy não các em nhỏ như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, chứ không phải họ có thể đọc, họ có thể xem bất cứ sách vở, nguồn tin, báo chí, phim ảnh nào họ muốn. Vợ con họ đi Mỹ, đi Pháp như đi chợ và mua sắm tại những tiệm đắt tiền nhất thế giới. Việc đặt vòng hoa lên mộ của Marx, của Tô Lâm dường như chỉ là một đóng một vở kịch mà các quan chức Cộng sản Việt Nam vẫn thường làm mỗi ngày. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an tại khu mộ Kamas vào hôm 2 tháng 11 năm 2021. Cách ăn uống tối hôm sau mới là đời sống thật của các giai cấp chủ nô đỏ tại Việt Nam. Do đó nói chuyện buông đao thành Phật với họ chẳng khác gì nước đổ đổ vịt. Một thành phần không nhỏ trong 97 triệu người dân Việt Nam ngày nay chính là nô lệ sống nhờ sự bố thí của đảng. Thời nô lệ ở Mỹ có luật đen, thời Cộng sản thì có luật hình sự. Cả hai đều do thế giới cai trị đặt ra để trừng phạt những người bị trị. Nhìn cảnh hàng trăm ngàn người Việt Nam thất tha thất thểu trên đường, tay ẵm em bé mới sinh còn đau lòng hơn nhìn những bức ảnh của người dân nô lệ da đen ở Mỹ 400 năm trước đây. Người nô lệ ở Mỹ mất quê hương và người Việt cũng thế. Khác chăng người Việt mất quê hương ngay trên chính quê hương của mình. Trong mùa dịch trên thế giới, có hàng trăm chính khách, nghị sĩ, bộ trưởng, thứ trưởng bị mất chức, bị phê bình hay phải từ chức chỉ vì mắc phải những lỗi lầm rất nhẹ, dắt con cái đi tắm biển vào ngày các con được nghỉ học. Ở Việt Nam thì khác, Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng với hóa đơn lên đến hàng chục ngàn bảng Anh, xong lại về Việt Nam tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, mặc người dân đói nghèo và chết dần trong đại dịch. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Tô Lâm đớp miếng thịt bò ở London có giá đến 45 triệu đồng, tương đương với 3.000 ổ bánh mì, hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid vừa qua. Hàng trăm bài bình luận và bản tin khác nhau được đăng tải trong nước và nước ngoài về sự kiện này, nhưng hơn 800 tờ báo và đài các kênh truyền hình của Đảng Nhà nước Việt Nam đều phải câm lặng. Càng mỉa mai hơn là vài hôm sau, chính ông Tô Lâm lại đăng đàn hô hào chống tham nhũng. Một người có thể tự chửi mình một cách công khai như thế thì chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Sở dĩ Tô Lâm nói không ngượng miệng bởi vì đám cán bộ chống tham nhũng ngồi nghe bên dưới cũng đều là những diễn viên trong các vai phụ trên sân khấu chính trị đầy chất bi hài, băng hoại và thối nát của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cung đình của ông Tổng Bí Thư gốc Thợ Rừng Nông Đức Mạnh, biệt thự của ông Tổng Bí Thư gốc nông dân Lê Khả Phiêu, khu mộ 55.000m2 của ông Trần Đại Quang là những điều rất dễ thấy, dễ chứng minh cho tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam với người dân. Còn rất nhiều thứ khác như bất động sản, giấu tên hay những con số trong ngân hàng ở ngoại quốc chỉ có thể được công khai hóa sau khi chế độ này sụp đổ. Dù sao, người viết cũng cảm ơn ông Tô Lâm đã sát muối vào vết thương của những người Việt Nam còn chút lương tâm, còn biết đau cho số phận của đồng bào bất hạnh, còn quan tâm đến tương lai của dân tộc để hy vọng từ đó họ sẽ có một thái độ dứt khoát, một hướng đi phù hợp với thời đại và nhất là đừng kỳ vọng gì vào sự thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam.